Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc trên TikTok nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo vòng tròn ma thuật trước. Đây là cách tạo vòng tròn ma thuật của mình. Sau khi có cái vòng tròn này, chúng ta có thể móc được rất nhiều thứ. Chúng ta tiếp tục tạo các mũi móc xích từ cái vòng tròn ma thuật này. Đây là video đầu tiên mình hướng dẫn các bạn cách tạo vòng tròn ma thuật và các mũi móc xích